Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và sáng mai, thời tiết trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, độ ẩm trong không khí vẫn ở ngưỡng cao, dù không gây ra mưa nhiều nhưng mà sương mù vẫn xuất hiện ở trên diện rộng. Tuy nhiên, trạng thái nhiều mây cùng lớp sương mù sẽ chỉ duy trì trong buổi sáng sớm, vì từ khoảng sau 8 giờ sáng thì sương mù sẽ tan nhanh và nắng bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt là đến trưa chiều mai, dưới tác động nén rãnh áp thấp của khối khí lạnh phía Bắc thì trời sẽ càng nắng. Nhiệt độ trong ngày mai tại các tỉnh Bắc Bộ vì thế sẽ tăng lên đáng kể. Cao nhất ngày mai phổ biến ở mức là từ 28 cho đến 31 độ, trời nắng và cảm giác hơi oi bức về trưa chiều. Cảm giác oi nóng trong những ngày đầu đông này sẽ chấm dứt vào cuối tuần này, bởi vì dự báo từ ngày 18 tháng 11, tức là thứ Bảy này, một khối không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống nước ta và gây biến đổi thời tiết mạnh mẽ ở khu vực Bắc Bộ. Trời chuyển nhiều mây hơn, gió có hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển đạt mức cấp 4, có lúc đạt cấp 5. Đặc biệt là những cơn mưa rào và dông sẽ xuất hiện trên diện rộng, cùng nhiệt độ giảm dần trong ngày 18, sau đó giảm mạnh từ ngày 19. Trời chuyển rét trong ngày Chủ nhật cuối tuần này và những ngày tiếp theo trong tuần tới, miền Bắc sẽ thực sự chuyển mình sang đông. Thời tiết ít mưa, ngày nắng nhiều cũng được dự báo sẽ diễn ra đối với các tỉnh miền Trung trong đêm nay và ngày mai. Nguyên nhân là do cả hai hình thế gây mưa là đới gió đông bắc cùng với không khí lạnh và những nhiễu động gió đông ở trên cao đều suy yếu. Chính vì thế mà mưa dông tại khu vực Trung Bộ sẽ giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi trong đêm nay và sáng sớm mai. Đến trưa chiều mai, toàn vùng đều tạnh ráo, có nắng, nhiệt độ tăng dần, phổ biến ở mức 28 cho đến 30 độ ở phía Bắc và từ 29 đến 32 độ tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến hết Bình Thuận. Điều đáng lưu ý là từ ngày 19, do ảnh hưởng của gió đông bắc ở rìa phía nam của khối không khí lạnh kết hợp với đới gió đông trên cao cho nên mưa sẽ xuất hiện trở lại. Ở khu vực phía Bắc, Hà Tĩnh và hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, mưa không lớn nhưng mà nền nhiệt độ giảm mạnh và trời cũng chuyển rét. Riêng khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh trở vào cho đến Bình Thuận thì mưa xảy ra trên diện rộng, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp là rất cao. Nằm xa hơn về phía Nam, trong đêm nay và ngày mai, mưa cũng có xu hướng giảm tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, chỉ còn xảy ra lác đác vài nơi vào lúc chiều tối với lượng không nhiều và cũng kết thúc khá nhanh, nên không ảnh hưởng gì nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân. Còn vào ban ngày thì thời tiết chủ đạo tại các khu vực này là nắng ráo không mưa, nhiệt độ vào lúc trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 30 độ tại Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Một số nơi ở miền Đông Nam Bộ nhiệt độ còn cao hơn, trời khá nóng, nhất là trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa cho đến 15 giờ chiều. Trên biển, lúc này ở hầu hết các vùng biển thời tiết tốt. Lưu ý là từ ngày mai, thời tiết ở khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, sau đó lan dần lên khu vực giữa Biển Đông và ven bờ Trung Bộ, Nam Bộ sẽ có mưa dông mạnh. Cần chú ý đề phòng gió lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Bên cạnh đó, hiện nay trên khu vực phía đông miền Nam Philippines xuất hiện một vùng áp thấp, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới này sẽ có khả năng đi vào Biển Đông trong đêm mai 17 tháng 11. Chính vì thế mà tàu thuyền hoạt động khai thác ngư trường trên khu vực phía Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa cần hết sức lưu ý tới diễn biến của vùng áp thấp sau là vùng áp thấp nhiệt đới này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối ngày 16 tháng 11 của kênh VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.